sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý khán giả, những ngày này cả nước đang dồn sức chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiêu điểm tháng kỳ này sẽ cùng quý khán giả và bà con cử tri nhìn lại một nhiệm kỳ với nhiều thành tựu của cơ quan dân cử tỉnh nhà và không khí chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa mới ngày 23 tháng 5. Phú Tân là huyện cực Tây của Cà Mau với xuất phát điểm khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, địa phương này đã có bước phát triển hết sức ấn tượng. Với 5 trên 8 xã về đích nông thôn mới, riêng thị trấn Cái Đôi Dàm đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí cuối cùng để đạt chuẩn văn minh đô thị. Một diện mạo tươi mới, tràn đầy sức sống đang lan tỏa khắp quê hương xứ sở. Thì đối với công tác bầu cử thì cơ bản thì cái vấn đề mà chúng ta đang làm đến giờ này thì cái vấn đề cái chọn lựa cái đối tượng nhân sự để rồi là thông báo mặt trận kết hợp với chỗ mặt trận là thông báo cho là các cái cơ quan để rồi tiến hành thực hiện theo 3 bước trong cái đại hội nghị để rồi giới thiệu cái ứng cử thì đến giờ này các cơ quan đã làm xong. Và đồng thời đối với ủy ban mặt trận là sẽ có cái tổng hợp và tiến hành là có cái hiệp thương lần thứ hai. Hội đồng Nhân dân hai cấp Phú Tân khắc phục triệt để tình trạng hứa suông, hứa rồi để đó. Những vấn đề được cử tri nêu ra, Hội đồng Nhân dân tiếp tục sẽ được đôn đốc, phối hợp giám sát và có quá trình kiểm tra, hậu kiểm tra kết quả cụ thể để báo cáo trước cử tri. Thông qua 18 đợt với 162 buổi tiếp xúc cử tri với gần 7.500 lượt cử tri tới dự, hầu hết các ý kiến của nhân dân được ghi nhận, phản hồi, giải trình và tạo được sự đồng thuận lớn trong xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng dân phối hợp với Ủy ban dân về hoạch định những cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giám sát để cho nó phát triển ngang tầm với cái tiềm năng lợi thế hiện có của thị trấn Cái Đôi Dàm, cũng như trong cái đánh bắt nuôi trồng thủy sản, rồi dịch vụ kinh doanh mua bán. Bây giờ đó là ở khóm này đó thì coi như là cũng chọn năm, nhưng mà một tái cử, một với 4 giới thiệu mới. Mình cũng mong rằng và tin tưởng những vị này mà nếu chúng đắc cử được Hội đồng Nhân dân đó, thì để coi đó là coi như là cũng có cái tinh thần trách nhiệm đó, để rồi cũng lo lắng cho dân. Hội đồng Nhân dân Phú Tân là điểm sáng để góp nên thành công chung của Hội đồng Nhân dân các cấp tại Cà Mau trong nhiệm kỳ qua. Tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 9 đã nêu bật nhiều thành tựu đã đạt được. Đây là nhiệm kỳ của quyết tâm đổi mới hành động, tạo dựng niềm tin vững chắc của cử tri và toàn xã hội. Dù Cà Mau đương đầu với nhiều khó khăn thách thức, nhưng cơ quan dân cử và từng đại biểu đã phát huy được vai trò, chức trách và tâm huyết để cùng với địa phương vượt qua khó khăn, đạt những kết quả tích cực trong phòng chống đại dịch COVID-19, thiên tai, hạn hán, ghi những dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý khán giả, ngày 23 tháng 5, cử tri cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đã được thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ. Thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử, thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải là trưởng ban và các tổ giúp việc ban chỉ đạo tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy cũng thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo cuộc bầu cử trên địa bàn theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập ban bầu cử tỉnh, 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 4 tiểu ban giúp việc. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành phố thành lập 9 ủy ban bầu cử, 83 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 101 ủy ban bầu cử cấp xã và 760 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ còn lại
của Hội đồng Nhân dân khóa 9. Thứ hai, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự họp để hoàn thiện báo cáo tổng kết đã trình bày tại kỳ họp này, đồng thời có biện pháp sớm khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Thứ ba, các ngành, các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của năm 2021. Đối với là Chủ tịch Ủy ban bầu cử đã có cái kế hoạch phân công, giao cho chỗ cái phòng nội vụ làm cơ quan thường trực, để rồi là nắm những cái thông tin và đồng thời thực hiện theo cái kế hoạch là từng bước, theo cái quy định là báo cáo cụ thể để cho là Chủ tịch Ủy ban bầu cử là có cái kế hoạch chỉ đạo tiếp theo. Thì về cái hậu cần thì nói chung là Ủy ban bầu cử chỉ đạo cho các cái cơ quan chức năng, cũng như là cái tổ giúp việc, rồi trong cái hậu cần để rồi đảm bảo là cái công việc để rồi chúng ta diễn ra trong cái vấn đề tiến tới cái bầu cử theo nó đúng cái quy định. Đối với huyện là phân bổ cái người số đại biểu được đưa ra bầu là 31. Trên cơ sở đó thì Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã phân bổ dự kiến là tổng số là 75, mà trong đó dự kiến người tự ứng cử là 5, còn lại là 70 người được giới thiệu ứng cử thì cũng đã mặt trận cũng đã phân bổ hết cho các cái cơ quan. Kỳ vọng lớn nhất của cử tri là lựa chọn những đại biểu đủ sức, đủ tài, đủ sức khỏe, đủ uy tín, đủ tâm huyết để cống hiến phụng sự nhân dân, góp phần xây dựng phát triển quê hương. Không khí dân chủ, cởi mở và đầy tin cậy là không khí bao trùm công tác bầu cử tại Cà Mau. Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến ngày hội lớn, song Cà Mau đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế, tài lực, vật lực để kỳ bầu cử sắp tới trở thành nơi gửi gắm ý chí, nguyện vọng, khát khao của chặng đường phát triển tương lai. Đến đây, tiêu điểm tháng kỳ này cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.